Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống tại Đà Nẵng trong tháng 11 vừa qua đạt 1.748 tỷ đồng, giảm 4,7% so với tháng trước đó, do du lịch đang ở trong mùa thấp điểm. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm ngoái, con số này vẫn tăng 17%. Điều này cho thấy ngành du lịch vẫn đang nỗ lực để duy trì tăng trưởng ngay cả trong giai đoạn thấp điểm. Số lượt khách cơ sở lưu trú tại Đà Nẵng phục vụ trong tháng 11 năm 2023 ước đạt 519.000 lượt, giảm 3,8% so với tháng trước đó. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 134.000 lượt, giảm 0,8%. Khách du lịch trong nước ước đạt 385.000 lượt, giảm 4,9%. Để duy trì công suất, bên cạnh việc giảm giá nhưng không giảm chất lượng để hút khách, nhiều khách sạn cũng tung ra các gói ưu đãi đặc biệt đối với khách lưu trú dài ngày. Các dịch vụ ở đây đều rất chất lượng, phục vụ chuyên nghiệp, nhân viên thân thiện. Tôi cảm thấy rất hài lòng trong suốt quãng thời gian lưu trú dài ngày tại đây. Ngoài ra, để đảm bảo khai thác hiệu quả hệ thống cơ sở vật chất sẵn có cũng như gia tăng nguồn thu, các đơn vị cũng tập trung thị phần khách hội nghị, hội thảo du lịch MICE. Chúng ta phải tập trung rất mạnh vào MICE, bởi đây là một cái thị phần có thể lôi kéo được cái số lượng lớn du khách tới thành phố Đà Nẵng, và đặc biệt là những cái du lịch văn hóa về ẩm thực cũng sẽ là những cái thị phần mà sẽ giúp cho du lịch Đà Nẵng cất cánh. Trong lúc chờ đợi sự nhộn nhịp trở lại của lượng khách dịp Giáng sinh, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán, ngành du lịch Đà Nẵng cũng tăng cường truyền thông, xúc tiến, quảng bá hình ảnh, điểm đến và hệ thống các sản phẩm du lịch dịch vụ của thành phố đến các thị trường nội địa, quốc tế, trọng điểm. Thông qua đó duy trì hiệu quả lượng khách mua thấp điểm, cũng như có sự chuẩn bị thật tốt để đón đầu các thị trường khách mới.